Thân chào các bạn, thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn cho 12 con giáp có cái tháng sinh là cái tháng 8 âm lịch. Thì người mình biết là cái tháng 8 là cái tháng tượng trưng cho mùa thu. Mùa thu người ta có cái bài em có nghe mùa thu, con nay vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng rơi. Nghĩa là mùa thu là một cái mùa rất là mơ mộng, rất là mãn mạn ở trong các trong bốn mùa. Nó không quá nóng bức, nó không quá lạnh lẽo, nó không quá náo nhiệt như mùa xuân, nó có vẻ nó trầm mặc. Cho nên người sinh vào cái mùa thu thì cái tính tình của họ nó dễ lãng mạn lắm, họ mơ mộng nhiều chuyện lắm, mà đôi lúc họ mơ mộng nhiều quá cho nên họ nghĩ rằng cái cuộc sống này là màu hồng. Cho nên đôi lúc cái suy nghĩ mình với cái thực tế nó không có giống nhau. Đôi lúc mình cũng bị hụt hẫng vì cái suy nghĩ, cái ảo tưởng của mình. Và những người sinh tháng 8 là những cái người tiền bạc của các bạn đó. Các bạn xài tiền có thể nói là hơi quan một chút. Các bạn đã thích thì các bạn mua, các bạn không so kè, không nghĩ ngợi về cái giá cả nó là bao nhiêu. Mình thích là mình mua. Những cái người sinh cái tháng 8 âm lịch là những người có nhiều cái tài. Họ đa tài, họ đa nghệ. Cái chuyện gì họ cũng có thể làm, họ có thể nhúng vào và làm được tốt. Nhưng mà khi mà đi ra ngoài đời thì người sinh tháng 8 có vẻ gì đó, nó có vẻ ứng biến chậm. Cái tính tình ở vì cái sự thành thật quá, cái sự lãng mạn của mình thành thật. Cho nên trong cái cuộc sống bon chen thì mình ứng biến trong cái cuộc sống nó hơi chậm chạy hơn một chút. Thì tháng 8 là cái tháng Dậu, mà tháng Dậu người ta còn gọi là cái tháng Bạch Kê. Tháng Bạch Kê là có tượng trưng cho những cái con người mà có cái số mà được vinh hiển giàu sang nè, vừa có chức này vừa có địa vị, mà khi mình làm cái công việc á thì mình được đảm nhận được cái công việc, và nhiều người khác nhìn vào người ta soi bói và người ta phải trầm trồ, người ta khen ngợi mình về cái tài làm việc, cái tài tháo giác của mình. Nghĩa là mình rất được nhiều lòng nhiều người yêu mến của mình. Tháng Dậu thì nó cũng tương tự như cái tháng tháng 7, nghĩa là nó sẽ có mang một cái tính chất là cứng rắn một chút. Người sinh cái tháng Dậu có gì có thể là bướng bỉnh một chút, và cũng họ là họ quyết đoán trong cuộc sống họ, thì họ cũng có dễ những cái va chạm với cái cuộc sống, bởi vì đây là cái tháng Kim. Thì bây giờ phân tích xem, bây giờ trong ngũ hành á thì có năm hành Kim, Mộc, Thủy, Thổ, Hỏa. Thì những người mà sinh cái tháng, những cái người sinh được cái hành Thủy là những người ở cái tuổi Tý và tuổi Hợi. Người sinh cái hành Thổ là cái tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Người sinh cái hành Mộc là người tuổi Dần và cái tuổi Mẹo. Người sinh cái hành Kim là Thân và Dậu. Và người sinh hành Hỏa là người Tỵ và Ngọ. Thì những ai mà vì là cái tháng Kim cho nên nó sẽ hợp với những cái người mà có cái mệnh Thủy. Thủy sinh Kim, như vậy là những cái người tuổi Tý và tuổi Hợi thì trong cái cuộc sống của họ, họ dễ dàng gặp được những cái thuận lợi trong cái cuộc sống mưu sinh của họ. Tiền bạc cũng thuận lợi. Trong như các nhóm thì cái nhóm người mệnh Thủy này, người hành Thủy này nè, thì nó được lợi lộc nhiều nhất. Tiếp sang cái hành Thổ, những người hành Thổ tức là Sửu, Thìn, Mùi, Tuất, thì Thổ với Kim nó gặp nhau, Thổ sinh Kim, cho nên tiền bạc có, tài lộc có, và chúng ta lại được với nhân phù hộ giúp đỡ cho mình. Nhưng mà người lại, những cái người này lại có một cái tấm lòng lương thiện, họ thích
họ thích làm những cái việc để mà giúp ích cho người khác. Tiền bạc họ cũng không phải ôm hết cho mình, mà thường thường là đi giúp đỡ cho những cái người khác, có cái sự mà tương thân tương ái, có cái sự giúp đỡ, có cái tình thương yêu rất là nhiều. Bây giờ qua những người có cái hành mộc làm cái tuổi Dần và tuổi Mẹo, thì mộc với kim nó khắc kỵ nhau, cho nên những cái tuổi Dần và tuổi Mẹo trong cái cuộc sống của mình đó, thì mình dễ gặp những cái chuyện mà nó kiểu là nó sân hận, nó cãi vã, nó bồn bực. Tại vì khi mà hai cái mộc với kim nó đấu nhau thì một bên sức mẻ, một bên cũng tả tơi, cho nên cái cuộc sống của mình nó không được bình an, mà nó có nhiều cái điều thị phi, nhiều cái điều tai tiếng. Tiền bạc nó không được như ý của mình lắm. Rồi sang cái nhóm mà có cái hành kim, thì người hành kim rồi gặp cái tháng kim là những người tuổi Dậu và tuổi Thân, thì kim với kim thì mang tiếng là bình hòa, nhưng mà thực tế nó có những cái gia chạm với nhau, cũng dễ gây kim với kim gia chạm nhau cũng làm cho mình bị hao mòn, bị sức mẻ. Cho nên những cái người mà mệnh người tuổi Thân, tuổi Dậu trong cuộc sống nó dễ gặp những cái tai biến trong cái cuộc sống. Tiền bạc nó cũng không được ổn định, trong cuộc sống có nhiều cái chuyện mà không như là mơ, không như mình nghĩ. Rồi sang cái cuối cùng là những người có cái hành quả, là những cái người Tỵ và Ngọ. Thì những người tuổi Tỵ và tuổi Ngọ trong cuộc sống kim với quả nó khắc kỵ nhau, cho nên mình gặp không được thuận lợi mấy, có những cái điều mà không giống như cái mơ ước của mình, nó có nhiều cái biến cố, có nhiều cái biến động xảy ra trong cái cuộc sống, làm cho mình, gây cho mình nó khó khăn, gây cho mình nó trở ngại. Thì như vậy để chúng ta biết là chúng ta tuổi nào và chúng ta sinh tháng nào nó được thuận lợi, thì cô sẽ hy vọng là cô sẽ làm đầy đủ các tuổi và các tháng cho các bạn. Các bạn ráng chờ nha, từ từ cô cũng làm hết cho các bạn. Nếu các bạn thấy đúng thì các bạn hãy comment, các bạn hãy góp ý với cô để bài vở của mình càng ngày càng nhiều và nó phong phú hơn. Và các bạn hãy giới thiệu cho nhiều người biết để quên cô ngày một phát triển, và cô có nhiều động lực để mà cô làm tiếp những cái video hay phục vụ cho các bạn. Thân ái chào các bạn nha. Chúc các bạn nhiều sức khỏe nè, hạnh phúc, vui vẻ trong cái cuộc sống. Thân ái chào các bạn.